Thầy Tử Vi tiết lộ, tháng 8 xuất hiện tuần lễ vàng, Mậu Tuất sinh năm 1958, làm một lãi 10, đổi đời, giàu sang. Phong thủy phát tài hoan hỉ chào đón sự trở lại của quý vị khán thính giả trong video bói mệnh tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh ngày hôm nay. Thưa quý vị, thiện ác hữu báo. Tuy mệnh, vận, phong thủy đều là những nhân tố then chốt trong cuộc đời chúng ta, nhưng có một điều còn quan trọng hơn cả ba thứ trên gấp trăm ngàn lần, đó chính là lòng thiện lương. Cổ nhân có câu, người thiện lương không cần xem phong thủy. Tại sao? Bởi Phật gia thường giảng, Phật nhìn nhân tâm. Một người tâm địa hiền hòa thì ở đâu trời đất cũng dung hòa. Mệnh số phúc phận cũng góp phần vô cùng quan trọng để ta lập nên kế hoạch cuộc đời như thiên la địa võng. Làm sao để có thể thay đổi mệnh số cuộc đời? Đó chính là biết mệnh, hiểu mệnh và kiến tạo phước đức. Bởi vậy cho nên trong thời điểm tháng 8 âm lịch tới, vận mệnh có vô vàn điều bí ẩn. Quý mệnh chủ hãy cùng phong thủy phát tài đi tìm cách lý giải chiêm nghiệm lá số con giáp của mình, từ đó đón hạn tránh tà ngày sau đây nhé. Người tuổi Mậu Tuất sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn trong khoảng thời gian này. Bản mệnh có thể vô tình phát hiện ra những bí mật bị ẩn giấu trong thời gian dài. Nhưng hãy coi đây là cơ hội để bạn nhìn nhận rõ bộ mặt của một vài người. Cục diện tương hại cho thấy con đường sự nghiệp của bạn sẽ gặp phải nhiều nguy cơ. Thời điểm này hãy chỉ tin tưởng bản thân mình và dựa vào sức của chính mình thôi. Bởi khi đứng trước lợi ích, những bạn bè người quen tưởng chừng thân thiết cũng có thể sẵn sàng quay lưng lợi dụng bạn. Phương diện tài chính cũng chưa có nhiều khởi sắc khi bạn phải chịu đựng sự cạnh tranh, giành giật gay gắt từ đối thủ. Hãy thận trọng khi đưa ra quyết định hợp tác hoặc là ký kết hợp đồng với ai đó. Tốt nhất bạn nên dành nhiều thời gian để xác minh thông tin, nắm rõ tình hình thực tế cũng như hiểu rõ về người sẽ hợp tác với mình. Tuy nhiên, phương diện tình cảm gia đình lại đem tới cho bản mệnh nhiều tin vui nhờ có cát tinh Bách Việt soi chiếu. Tiếp theo chương trình là luận giải chi tiết. Thứ nhất, tử vi sự nghiệp tuổi Mậu Tuất tháng 8 năm 2024. Tử vi tháng 8 năm 2024 tuổi Mậu Tuất âm lịch thấy rằng con đường sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất đầy rẫy nguy cơ trong khoảng thời gian này. Vì vậy, bạn làm gì cũng cần thận trọng dựa vào sức của chính mình, chớ nên dễ dàng nghe theo lời ngon tiếng ngọt của người khác. Tương hại cho thấy nhiều người tiếp cận bạn trong tháng này đều nhằm một mục đích nào đó. Đặc biệt, người làm lãnh đạo cần luôn giữ đầu óc tỉnh táo để nhìn rõ trắng đen mọi việc. Không nên tin theo lời xu nịnh của cấp dưới, kẻo đưa ra những quyết định sai lầm. Nếu đang ấp ủ một dự án nào đó, thì tốt nhất bạn nên giữ trong lòng và yên lặng thực hiện, không nên vội vàng chia sẻ cho người khác. Nếu không thì dễ bị kẻ xấu ăn cắp ý tưởng hoặc là tiết lộ những thông tin quan trọng. Hãy thận trọng trong các mối quan hệ xã giao, bởi khi lợi ích xuất hiện, một vài người bạn tưởng chừng thân thiết cũng có thể quay sang phản bội. Bạn không có lòng hãm hại người khác nhưng cũng cần phải đề phòng mọi người. Tuy nhiên, vận trình của bạn vẫn sẽ xuất hiện một vài điểm sáng do có tam hội trợ vận. Chỉ cần bạn nghiêm túc tập trung cho công việc, không huênh hoang, khoác lác hoặc là tin người quá dễ dàng thì vận trình nhìn chung là bình ổn. Bạn cũng vẫn có cơ hội được gặp gỡ với quý nhân và được giúp đỡ ít nhiều. Thứ hai, tử vi tài lộc của tuổi Mậu Tuất tháng 8 năm 2024. Tình hình tài chính của người tuổi Mậu Tuất cũng có dấu hiệu trì trệ bởi bạn phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách. Có thể các kế hoạch trước đó cũng buộc phải chững lại do các yếu tố khách quan và chủ quan. Thời điểm này do tương hại chiếu mệnh nên bạn phải cạnh tranh khá gay gắt với đối thủ. Có thể đối phương sẽ nghĩ ra nhiều cách để cản trở công việc làm ăn của bạn. Vì thế bạn cần tỉnh táo và bình tĩnh để không nghiêm trọng hóa các vấn đề, đồng thời tìm ra được cách giải quyết tình huống phù hợp nhất. Nếu có ý định hợp tác hoặc là đầu tư vào đâu đó, bạn cũng không nên đưa ra những quyết định quá mức chóng vánh. Bản mệnh cần có thêm thời gian để kiểm chứng các nguồn thông tin, nắm rõ tình hình thực tế cũng như tìm hiểu kỹ hơn về người sẽ hợp tác với mình. Khi có người muốn vay tiền của bạn, bạn cũng cần phải hiểu rõ đối phương có đáng tin hay không. Với những người đã lâu không liên hệ, tốt nhất bạn nên tìm cách từ chối khéo, nếu không thì một khi tiền đã ra khỏi túi thì khó đòi về được. Theo tử vi tháng 8 năm 2024 của tuổi Mậu Tuất âm lịch,
túi tiền của người làm công ăn lương cũng không được rủng rỉnh như ý muốn. Con giáp này cần phải thận trọng trong công việc để không mắc lỗi sai, phải dùng tiền túi để đền bù. Thứ ba, tử vi gia đạo của người tuổi Mậu Tuất trong tháng 8 năm 2024 trái ngược với vận trình sự nghiệp và tài lộc khá ảm đạm, thì phương diện gia đạo của người tuổi Mậu Tuất lại có nhiều điểm sáng. Bạn có thể thoải mái tận hưởng hạnh phúc mà tình cảm gia đình mang lại. Bạn cũng rất tỉnh táo trong các mối quan hệ và chủ động giữ khoảng cách với những người có ý định tiếp cận mình. Bạn không muốn mình bị lợi dụng, rơi vào cảnh tình ngay lý gian hoặc khiến những người thân thiết nhất tổn thương. Thứ tư, tử vi sức khỏe tuổi Mậu Tuất tháng 8 năm 2024. Xem tử vi tháng 8 năm 2024 của tuổi Mậu Tuất âm lịch, sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất khá ổn định trong khoảng thời gian này. Dù bạn phải đối diện với nhiều khó khăn, trắc trở, cũng vì thế mà bạn có đủ sức để ứng phó và vượt qua. Hãy dành thời gian để rèn luyện thể dục thể thao hoặc là tản bộ, hít thở bầu không khí. Như vậy, bạn sẽ thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần nhẹ nhõm hơn, không bị vướng mắc trong những suy nghĩ tiêu cực, bi quan. Dù công việc có bận rộn đến mấy, đừng quên sinh hoạt điều độ, hạn chế đồ ăn cay nóng hoặc là nhiều dầu mỡ. Khi bạn sống khoa học thì bạn sẽ có đủ sức khỏe để bắt tay vào mọi việc. Thứ năm là cẩm nang vượng vận tháng 8 năm 2024. Khẩu quyết, cẩn thận khi xã giao, người quen cũng có thể lợi dụng bạn vì lợi ích. Quý nhân là Dần và Mão, tiểu nhân là Tỵ và Thìn, màu sắc may mắn là nâu và xanh. Tiếp theo chương trình là bói mệnh số các tuần trong tháng 8 âm lịch, để từ đó luận giải ra tuần may mắn và phù hợp để làm việc lớn cho con giáp tuổi Mậu Tuất. Con giáp có dự định lớn nên theo dõi thật chi tiết để chiêm nghiệm nhé. Tuần đầu tiên từ ngày mùng 1 đến mùng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới từ mùng 1 tháng 8 năm 2024 đến mùng 7 tháng 8 năm 2024 cho thấy đường công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất có dấu hiệu khởi phát. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để vượt qua các thử thách do cấp trên đưa ra. Một số vấn đề tưởng chừng khó khăn nhưng khi bắt tay vào làm lại trở nên đơn giản và kết quả sẽ rất tốt đẹp. Trong tuần này, bạn có khả năng kiếm được khá nhiều tiền từ cả hai nguồn thu phụ và chính. Dù là người làm công ăn lương hay là người làm kinh doanh, thu nhập của bạn sẽ khá tốt. Không phải lo lắng về tài chính, tuy nhiên bạn cần phải cẩn trọng với những mối nguy hao tiền mất của. Đừng vội tin vào lời mời gọi của kẻ tiểu nhân vì bạn có thể gặp phải tình trạng thiệt thòi. Về tình cảm gia đình, mặc dù có nhiều vấn đề phát sinh, bạn vẫn có cách giải quyết đúng. Hãy cho bản thân thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Con số may mắn của bạn là 35, 70 và 53. Tuần thứ 2, từ ngày mùng 8 đến 15 âm lịch. Theo tử vi tuần mới từ ngày 8 tháng 8 năm 2024 đến ngày 15 tháng 8 năm 2024, tuổi Mậu Tuất sẽ đón nhận tin vui cát lành. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ cát tinh, giúp đường công danh sự nghiệp trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn. Đây là thời điểm bạn cần sự thúc đẩy và may mắn để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Đầu tuần cát khí khởi vượng, giúp tài vận phát triển. Vì vậy bạn nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền và chuẩn bị cho các khoản chi tiêu khi Tết đến gần. Tuy nhiên giữa tuần có dấu hiệu hao tài, bạn nên lập kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh chi tiêu hoang phí và mua sắm quá độ. Công việc của bạn có thể trở nên bận rộn và áp lực lớn, khiến bạn nhiều lúc muốn từ bỏ. Bạn có thể phải cần thay đổi theo cách làm việc để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của cấp trên. Đừng nản lòng, mọi chuyện sẽ dần tốt lên, đặc biệt là khi cuối tuần đến, vận trình của bạn sẽ càng khởi sắc hơn. Về tình cảm không có nhiều tiến triển, bạn có thể cảm thấy thất vọng khi liên tục phải đối mặt với sự tan vỡ trong tình cảm gia đình, kéo theo nỗi đau, sợ hãi và tổn thương. Có thể bạn sẽ cảm thấy muốn từ bỏ tất cả để tìm kiếm sự bình yên. Con số may mắn của bạn là 25, 1 và 3. Tuần thứ 3 từ 16 đến 23 âm lịch. Tử vi tuần mới từ 16 tháng 8 năm 2024 đến ngày 23 tháng 8 năm 2024 dự báo, tuổi Mậu Tuất sẽ kiếm được khá nhiều tiền trong tuần này, nhưng chi tiêu cũng không kém phần tốn kém. Bạn cần tìm cách hạn chế hao tài, nếu không, dù kiếm được nhiều tiền cũng sẽ không còn lại gì.
Về công danh sự nghiệp, bạn có thể gặp phải những trở ngại do chính mình gây ra vào đầu tuần. Bạn có thể thiếu động lực làm việc và phải chờ đến cuối tuần mới khôi phục lại phong độ. Tuy nhiên, may mắn là có cát tinh giúp bạn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống. Điều này sẽ giúp bạn hình dung được tương lai của mình nếu không nỗ lực và chăm chỉ hơn mỗi ngày. Về tình cảm, vận trình không được thuận lợi. Mối quan hệ giữa bạn và người thân đang không suôn sẻ thuận lợi. Hãy nhớ rằng tình yêu khó xây dựng nhưng dễ bị phá vỡ. Đừng để mình sống thiếu trách nhiệm, điều đó sẽ chỉ gây hại cho chính bản thân bạn. Con số may mắn của bạn là 50, 2 và 4. Tuần cuối cùng là từ 24 đến 30 âm lịch. Tử vi tuần mới từ 24 tháng 8 năm 2024 đến 30 tháng 8 năm 2024 cho thấy công việc của tuổi Mậu Tuất không được suôn sẻ và thuận lợi. Bạn dường như đang mất tập trung và đắm chìm trong những vấn đề khác. Vì vậy, cần nhanh chóng tỉnh táo lại để cải thiện tình hình. Cơ hội thăng tiến đang đến gần và có dấu hiệu tốt cho thấy cấp trên đã chú ý đến bạn. Tuy nhiên, nếu tình trạng hiện tại tiếp tục kéo dài, bạn có thể sẽ phải trả giá. Lời khuyên là bạn cần nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần để không bỏ lỡ cơ hội. Về tài lộc, bạn có thể gặp khó khăn trong việc giữ tiền. Tiền vào túi nhưng cũng dễ dàng ra đi do phải chi tiêu cho nhiều vấn đề khác nhau. Tài chính có phần sa sút, không có nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Bù lại, vận trình gia đạo của bạn đang khởi sắc rực rỡ, con số may mắn là 71, 43 và 17. Trên đây là bói mệnh tháng 8 chi tiết nhất cho con giáp. Nếu cần biết thêm thông tin về lá số của mình, quý vị hãy comment xuống phần bình luận để các bậc thầy tử vi có thể tư vấn chi tiết nhất nhé. Tiếp theo chương trình là phần cải mệnh qua góc nhìn phong thủy và lời khuyên của cổ nhân. Hãy cùng Phong Thủy Phát Tài tìm hiểu ngay sau đây. Có khổ đau mới hiểu giá trị của hạnh phúc, mới có chút khổ đã tự tử thì đúng là lãng phí đời người. Phải có khổ đau mới hiểu giá trị của hạnh phúc. Cuộc đời này chẳng ai là không một lần kêu ca rằng tại sao mình lại số khổ thế này. Để điều trị bệnh khổ cho chúng sinh, mỗi khi có người đến hỏi về đạo, Đức Phật đều nói với họ: ta chẳng hỏi tôn giáo lập trường của ông, mà chỉ hỏi ông có bệnh tật gì. Ta chỉ khai thị cho ông về bệnh tật và cách trị, ấy là khổ và cách dứt khổ vậy. Trước khi nhập diệt Niết Bàn, Ngài cũng dạy các đệ tử lời cuối: các con hãy lấy giáo lý làm thầy và kiểm chứng ngay cả lời Ngài dạy. Thấy lẽ thật thì làm theo và không bắt buộc bất cứ ai phải theo. Ngài chỉ nói đến nỗi khổ đau của kiếp nhân sinh trong vòng sinh tử lục đạo luân hồi. Ai muốn giải thoát thì làm theo. Thế mới thấy không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật luôn nói đến hay nhấn mạnh tới những nỗi khổ mà con người phải đối mặt trong suốt kiếp người. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ mà chúng ta phải hiểu để giữ tâm thế chủ động hơn trong việc đối mặt với chúng. Thời Đức Phật còn là Thái tử Tất Đạt Đa, đi vi hành quanh kinh kỳ, Ngài đã kinh ngạc nhận ra ai cũng phải đối mặt với đau khổ, con người luôn phải đối mặt với bệnh tật, đói nghèo, nếu giàu có cũng không tránh khỏi được những phiền muộn. Song Ngài còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy tất cả bọn họ đều an nhiên chấp nhận sống khổ, không hề kháng cự. Đức Phật bèn ngộ ra chân lý đầu tiên rằng khổ đau không thể tránh khỏi, chỉ có thể đối mặt mới giúp con người tiến đến sự giải thoát. Có khổ đau, con người mới hiểu được chân lý của hạnh phúc, cõi lòng trở nên thanh thản tự tại. Có khổ đau mới hiểu giá trị của hạnh phúc, vì chỉ có trải qua khổ đau rồi, con người mới thực sự trân trọng những ngày hạnh phúc của cuộc đời mình. Đúng như cách chúng ta thường nói, đi qua những ngày mưa mới biết yêu hơn những ngày nắng. Vì thế, khổ đau luôn song hành trong cuộc sống của chúng ta như những ngày mưa, thứ mà ta chẳng bao giờ có thể tự kiểm soát được. Vì vậy, có thể nói khổ đau cũng như những ngày mưa đều cần thiết để ta nhận thức trân trọng hơn về hạnh phúc. Về ngày nắng mà chúng ta luôn cần thiết để con người tránh xa dục vọng, biết thu mình, có được con mắt tinh tường để ngắm nhìn nhân gian đẹp đẽ. Đừng vội mừng vì cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Có một câu chuyện về anh chàng được đầu thai vào một gia đình ấm êm no đủ, chẳng thiếu chẳng lo bất cứ điều gì. Đến ngày nọ có người hành hương tìm đến và nói: từ giờ ngài có thể sở hữu mọi thứ mình muốn, từ thức ăn đến mọi lạc thú trong đời. Anh chàng sung sướng lắm. Ngày đầu tiên anh ta nếm trải hết mọi sơn hào hải vị trên thế gian. Ngày thứ hai anh đắm chìm trong những lạc thú mà trước đây không hề hay biết. Nhưng đến ngày thứ ba, anh ta tìm đến người hành hương nọ và nói:
Tôi chán lắm rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không? Nhưng người hành hương đáp, xin lỗi, nhưng không có việc gì cần làm cho anh cả. Nghe xong, anh ta bèn quát lớn, tôi chẳng thà sinh vào địa ngục. Từ câu chuyện trên thức tỉnh chúng ta hiểu rằng cuộc sống thuận buồm xuôi gió quá mới thực sự là điều đáng sợ, vì chúng đã cướp đi sức mạnh nội tại của chúng ta lúc nào không hay. Đôi khi khổ đau không phải là điều đáng sợ, nó là gia vị để cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa hơn. Chỉ muốn an nhàn đời này thì bạn khó giàu sang, việc dễ thì ai chả làm được. Thử nghĩ xem tới một ngày ta ngồi lại kể cho con cháu mình nghe về những gì mình đã làm được trong quá khứ, đã vượt qua những trở ngại của cuộc đời, ta sẽ mỉm cười tự hào về những gì mình đã qua, vì chính chúng ta giúp ta hình thành nên con người chín chắn hơn, trưởng thành hơn ở hiện tại. Đừng khó chịu với những nỗi đau trong cuộc sống, hãy gửi lời cảm ơn tới chúng. Chúng ta hãy nên thường xuyên luyện tập cho mình cách đối mặt với khó khăn, không trốn tránh cuộc sống và cũng đừng quá cầu mong sự an toàn để rèn luyện sức kham nhẫn của ta. Thực tế là những đứa trẻ lớn lên trong môi trường được gia đình người thân bảo bọc quá đầy đủ, muốn gì được nấy, sẽ dễ dàng vấp ngã trước biến động của cuộc đời. Không có những khổ đau đó thì ta chỉ là những linh hồn yếu đuối, dễ bị phụ thuộc vì sự yếu kém mong manh của mình. Chỉ khi vượt qua những đau khổ và được trở nên mạnh mẽ thì ta mới có được lòng tự tôn về bản thân. Chúng ta hay tự phóng đại nỗi khổ của mình. Có lần các đệ tử của Đức Phật có cơ hội bàn luận về căn nguyên của tất cả khổ đau. Có người nói là vì lòng tham, có người nói rằng là do oán hận, căm thù, người khác nhận định rằng người ta khổ nhất vì nhát gan, run sợ, không có giây phút bình yên. Cuối cùng, có một vị còn quả quyết, người ta khổ vì chính không được ăn no. Đức Phật đi qua, nghe được câu chuyện kia, bèn dừng lại giảng pháp cho mấy đồ đệ của mình. Ngài ôn tồn giảng, những gì các con nói đều không chỉ rõ được căn nguyên của cái khổ, nó chỉ là biểu hiện bề mặt. Các con đều là vì thói quen đã dưỡng thành trong kiếp trước mà cảm thấy thống khổ. Có người kiếp trước từng là chim bồ câu phóng túng và chuyển sinh nên thấy tham lam, dục vọng là khổ. Có người là con chim ưng đói chuyển sinh nên thấy đói khát mới thực là khổ. Có người lại là con rắn độc chuyển sinh nên thấy oán giận, căm thù là đau khổ nhất. Có người kiếp trước là con thỏ nhút nhát nên lại cho rằng nỗi khổ nhất là sợ hãi. Tất cả những điều khổ nhất trên thế gian này đều xuất phát từ thân thể mà ra. Có mang thân người chính là chịu khổ. Muốn thoát khỏi bể khổ thì chỉ có con đường tu luyện mà thôi. Phật giáo không thừa nhận một thượng đế tối cao nào sáng tạo ra con người và thế giới này. Những khổ lạc của đời người cũng không phải là một lực lượng siêu nhiên nào đưa lại, mà đó là do chính mỗi con người tạo ra cho mình. Nguyên nhân của sự đau khổ do bản thân mình gây ra hay tác động bởi hoàn cảnh xã hội. Nhưng khổ đau có nguồn gốc từ sự tưởng tượng của con người là chủ yếu. Thế mới có chuyện người ta thấy trời mưa cũng kêu khổ, nắng cũng than khổ, kẹt xe cũng khổ, bị lỗi hẹn cũng khổ, thức ăn không vừa miệng cũng khổ, không ai yêu cũng khổ, mà được nhiều người thương cũng khổ. Người giàu có nỗi khổ của người giàu, người nghèo có nỗi khổ của người nghèo. Trong cuộc sống không ai có thể trốn chạy trái đắng, nhờ vậy mới có thể mạnh mẽ trưởng thành. Vì thế khi gặp khó khăn, tưởng rằng cố thế nào cũng không qua nổi, ấy thế mà ta chỉ cần theo đuổi mục tiêu tới cùng, rồi mọi thứ sẽ có một ngày bỗng hanh thông. Không ai muốn bản thân đau khổ, nhưng ngoài đối mặt ra, tránh né chẳng khiến cuộc sống của ta tươi sáng hơn. Chớ vì mới rớt đại học hay bị chồng hoặc vợ phản bội, làm ăn đổ bể vài lần liền tự tử. Trong khi đó có người rớt đại học không dưới 5 lần, họ vẫn kiên nhẫn vừa làm thêm việc lại vừa ôn thi lại cho đến khi đỗ mới thôi. Có người thất bại tới bao nhiêu lần họ cũng không quan tâm và quyết chí làm cho bằng được mới thôi. Có kẻ bị chồng phản bội lại là cơ hội họ làm lại cuộc đời mới, rực rỡ và thành công tới mức họ chưa từng một lần tưởng tượng ra. Đừng lấy cái chết ra để xem là lối thoát, điều đấy chỉ cho thấy bạn là kẻ yếu đuối vô minh mà thôi, vì theo quan niệm Phật giáo về sự tự tử, đó là mở màn cho sự thống khổ ngút trời mà bạn không đủ trí tuệ để biết được. Cuộc sống luôn có nhiều điều làm ta cảm thấy cực khổ, nhưng quan trọng là lối sống tích cực, lạc quan luôn được duy trì. Nếu ta đủ năng lực để nhìn cuộc đời khi hiểu rõ quy luật nhân quả và thấu lý vô thường, thì thấy cuộc đời con người chỉ là một giai đoạn, một khúc của vòng luân hồi vô tận. Những được mất rồi cũng sớm qua đi,
mê bộ váy đẹp, mặc vài lần không còn thích, ao ước cái túi hàng hiệu mua về vài hôm lại thấy chán nản. Mơ căn nhà to thì nếu có rồi, bạn cũng cảm thấy vẫn chỉ đang tù bức trong bốn bức tường. Rốt cục là những tham ái, mưu cầu lợi dưỡng cho cái tôi giả dối kia chỉ là sự ngu tối mà thôi. Hơn nữa, do quy luật nhân quả chặt chẽ, những mưu cầu toan tính không thể có gì đảm bảo là sẽ được như ý mình. Và vì vậy, chấp ngã tham ái chính là nguyên nhân chính sinh ra mọi nỗi khổ đau trên đời. Trong cuộc sống vật chất, tinh thần của cá nhân, người biết đủ là người có niềm vui hạnh phúc, là người giải thoát khỏi những nỗi khổ của đời thường. Gặp đại nạn không chết, hiểu sao cho đúng về vấn đề hết sức kỳ lạ này. Hiện tượng gặp đại nạn không chết được cho là kỳ lạ, nhưng theo góc nhìn của Phật giáo thì điều này dễ hiểu vì hoàn toàn tuân theo quy luật nhân quả của cuộc sống. Thứ nhất, những trường hợp kỳ lạ gặp đại nạn không chết. Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tăng lên gần 44.000. Nhưng vẫn có những người bị vùi dưới đống đổ nát suốt 200 giờ hoặc hơn nhưng vẫn sống sót. Điều đặc biệt là họ vẫn chống cự được đến khi đội cứu trợ đến cho dù không có thức ăn hay nước uống suốt thời gian đó. Từ đây khiến nhiều người liên tưởng tới những trường hợp kỳ lạ tương tự khác trên thế giới từng gặp đại nạn không chết. Thứ nhất, người đàn ông 7 lần thoát nạn, cuối đời trúng triệu đô. Một người đàn ông tên là Fran, hiện gần 100 tuổi nhưng đã trải qua 7 lần thoát chết khỏi những tai nạn vô cùng hy hữu và kinh hoàng. Vụ đầu tiên là ông thoát chết khỏi một chuyến tàu bị trật khỏi đường ray lao xuống sông. Vụ thứ hai là một chuyến bay bị rơi khiến 19 người tử vong, còn ông Fran đã bị hút ra khỏi cửa máy bay và rơi xuống một đống cỏ khô. Vụ thứ ba là khi ông ngồi trên một chiếc xe buýt thì chiếc xe bị trượt bánh và lao xuống sông. Kết quả là 4 người chết, còn ông vẫn sống sót và bơi được vào bờ. May mắn có người cứu sống ông thoát nạn. Vụ thứ tư là khi ông Fran lái xe thì nó bỗng nhiên bốc cháy nhưng ông đã kịp thời phát hiện và nhảy ra trong khi chiếc xe vẫn lao về phía trước. Chiếc ô tô phát nổ chỉ vài giây sau đó. Vụ thứ năm, động cơ ô tô của ông Fran bị trục trặc khi đang sử dụng khiến lửa tóe ra từ lỗ thông hơi. Ông Fran tiếp tục thoát nạn nhưng mái tóc bị rụng gần hết. Vụ thứ sáu, ông bị một chiếc xe buýt đâm phải khi đang di chuyển trên đường. Kết quả là ông chỉ bị thương nhẹ. Lần thứ bảy, vì tránh chiếc xe tải của Liên Hợp Quốc, ông mất lái và đâm vào lan can bên đường, khiến chiếc ô tô lật xuống vách núi cao hơn 90 mét. Ông lại tiếp tục thoát chết nhờ bám vào một cái cây ở vách núi. Năm 2003, người đàn ông này đã trúng số độc đắc trị giá 1.110.000 USD, gần 25,6 tỷ đồng. Sự kiện này xảy ra chỉ 2 ngày sau lần sinh nhật thứ 73 của ông. Nhờ số tiền này, ông Frank đã mua được 2 căn nhà và một chiếc thuyền tặng biếu người thân, có cuộc sống an ổn tuổi già. Câu chuyện thứ hai, rơi từ độ cao 10.160 mét mà vẫn sống. Nữ tiếp viên hàng không Vesa Vulovic, người Nam Tư, đã thoát chết sau khi rơi tự do từ độ cao 10.160 mét xuống đất do máy bay bị nổ. Cô là một trong những người trên chuyến bay bị bọn khủng bố cho nổ tung trên bầu trời Croatia. Toàn bộ hành khách và tổ lái đã chết ngoại trừ cô Vulovic chỉ bị gãy hai chân. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình có thể sống sót sau khi rơi từ độ cao hơn 10.000 mét. Cô đã bị liệt nhẹ nhưng rồi cũng đã phục hồi, đi lại được sau nhiều ca phẫu thuật. Thứ ba, thoát chết khi núi lửa phun trào. Sự cố hy hữu xảy ra khi núi lửa Pelée bỗng dưng hoạt động trở lại, gây thiệt hại hơn 30.000 người dân địa phương và các ngôi làng lân cận ở Saint-Péry thuộc Martigny, nước Pháp. Người duy nhất sống sót khi biển lửa hơn 1.000 độ C ấy bao trùm cả khu vực rộng lớn là ông Luger, một tù nhân ở đây. Chính vì ông được nhốt trong một căn hầm đá dưới lòng đất và một buồng giam được xây dựng kiên cố, thế nên mới thoát nạn. Nếu không, nham thạch cũng đã thiêu rụi ông như những thứ xung quanh khu vực nhà giam. Trong ngày mà núi lửa phun trào, ông đã phải chịu cái nóng khủng khiếp mà ông chưa từng trải qua và ông cũng không có đủ không khí. May mắn là Luger chỉ bị bỏng nhẹ ngoài da. Thứ tư, thoát nạn dù đất sụt nứt. Năm 1914, bỗng xảy ra một vụ động đất tại 4 huyện trực thuộc Phủ Đại Lý, trong đó khu vực nội thành Đại Lý hứng chịu hậu quả nặng nề nhất khi nhà cửa tường thành lần lượt sụp đổ.
mọi người bỏ chạy toán loạn. Sau khi đất rung lắc và nứt gãy, từ vết nứt phun ra ngọn lửa, chúng lan tới đâu, đốt cháy hết nhà cửa và đồ đạc, cuốn theo vô số người. Mấy nghìn hộ dân bị hư hại cả người lẫn của, nếu ai còn sống thì cũng bị gãy lưng, gãy chân. Trong số đó có vài gia đình vẫn sống sót, tiêu biểu là hai cửa hiệu vàng bạc. Một cửa hiệu là Vạn Xương của nhà họ Triệu, một cửa hiệu là Trạm Nhiên của nhà họ Dương. Được biết, khi ngọn lửa cháy lan đến cổng hai nhà này thì tự động tắt, nhờ thế mà toàn bộ những người trong nhà của họ đều tai qua nạn khỏi. Vậy vì sao gặp đại nạn không chết? Có thể thấy những trường hợp gặp đại nạn không chết tương tự như trên xảy ra rất nhiều. Và dường như chúng không còn là trường hợp kỳ lạ hay đặc biệt nữa. Tuy nhiên, không ít người thắc mắc liệu có điều thần kỳ nào đã xảy ra và cứu sống họ hay không. Trước đây, trong một vụ tai nạn máy bay xảy ra ở Đài Loan, khiến toàn bộ những người ở trên máy bay thiệt mạng, nhưng may mắn có hai người sống sót. Có một vị nguyên đại sư đã tìm hiểu rõ nguyên nhân và giải thích rằng sự việc này xảy ra là do một nhân duyên từ kiếp trước. Có một kiếp, toàn bộ những người trên máy bay có kế hoạch đi cướp của ở một thôn trang. Chúng không chỉ cướp mà giết hết những người ở đây. Thế nhưng trong số những kẻ đến dự buổi bàn bạc có hai người vì hối hận nên không tham gia cùng băng đảng của mình. Ở kiếp này, hai người không đi giết cùng toán cướp đã được sống sót sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Có thể thấy vì chúng cùng lên kế hoạch với nhau nên cùng xuất hiện trong một chuyến bay và gặp đại nạn. Thế nhưng hai người trong số đó cũng bởi vì thấy hối hận không tham gia nên khi gặp đại nạn lại thoát chết trong gang tấc. Vì thế có thể tạm hiểu là những người cùng gặp đại nạn là người chắc hẳn kiếp trước đã cùng làm điều xấu, điều ác như là sát sinh. Thế nhưng họ không chết vì kiếp trước đã có hối lỗi, sửa sai làm việc thiện. Cổ nhân có câu, dục chi tiền thế nhân, kim sinh thụ giả thị, dục chi lai thế quả, kim sinh tố giả thị. Tạm dịch là muốn biết kiếp trước mình đã gieo nhân nào, hãy xem kiếp này mình nhận được quả gì. Muốn biết kiếp sau mình nhận quả nào thì cứ xem kiếp này mình đang làm điều gì. Còn theo khía cạnh Phật giáo, nguyên nhân làm hao tổn phúc đức tới mức có nguy cơ thiệt mạng, nghĩa là làm quá nhiều điều xấu nên cạn phước, có thể thấy gặp nạn mà không chết chính là quy luật, nhân quả báo ứng mà thôi. Làm điều thiện sẽ được thiện báo, làm điều ác phải gặp ác báo, không có gì là kỳ lạ. Có thể nói, những người này cộng nghiệp, tức là những người có nghiệp tương đồng nên cùng rơi vào hoàn cảnh oái oăm như nhau trong một số trường hợp. Ví dụ như cùng trên một chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay gặp nạn, còn ai được sống là do phước báu của họ đủ lớn để tự cứu mình hay không. Có thể họ hối lỗi và không làm điều xấu, hoặc phước đức của họ quá lớn nên sau khi bù trừ vẫn còn dư dôi, đủ cứu mạng trong khi hoạn nạn. Nghĩa là không có vận may hay vận rủi nào là từ trên trời rơi xuống cả. Hoạn nạn mà ta gặp phải thường là do những ác nghiệp do chính mình gây ra, không thể nào trốn tránh được. Nhưng một người gặp nạn nhưng vẫn thoát được thường là phước đức chính bản thân họ tạo ra được, tích lũy từ bao đời trước, như một cái chăn phước to lớn đủ bọc lấy mình khi hoạn nạn ập tới trong cuộc đời. Thế nên mới có chuyện những người có phước, dẫu một mình ở nơi xa lạ trong hoàn cảnh nào, cũng được giúp đỡ tận tình, khó khăn hoạn nạn cũng may mắn được an toàn. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày, khi ta không biết phước hay họa có thể đến với mình, hãy cố gắng tạo ra những điều thiện lành phúc đức để chuẩn bị cho mình một chiếc chăn phước thật dày, hỗ trợ chính mình khi cần. Nếu chúng ta biết tu dưỡng trí tuệ, đạo đức và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống thì chắc chắn sẽ chuyển họa thành phước. Ngược lại, nếu sống buông lung phóng túng, thiếu trí tuệ, đạo đức, giới luật thì có thể sẽ biến phước thành họa. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn vào nút chuông để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng mang đến nhiều nội dung thú vị và hữu ích hơn nữa trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Cảm ơn và chào tạm biệt nhé!